Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với Trúc Liễu ha. Hôm nay Trúc Liễu lại làm một clip để nói về dòng Vario 160. Thì đợt gần đây là Liễu sẽ thông báo cho các bạn một tin vui đi ha. Là Vario 160 hiện tại là mới hạ giá. Và hạ giá từ sáng nay. Sáng nay là ngày 16 tháng 4 nha. Liễu cập nhật giá xe bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 ha. Thì để không để các bạn đợi lâu, Liễu sẽ báo giá luôn. Thì hiện tại bản CVS bên cửa hàng Trúc Liễu hiện tại đang có giá dao động tầm khoảng 54.500.000 đồng thôi. Hạ giá rất là nhiều so với thời điểm trước đây. Trước đây thì giá xe của em nói sẽ dao động tầm khoảng 60-65 triệu lượt lẫn các bạn có thời điểm mới ra. Thì hiện tại giờ giá em nó sẽ còn có 54.500.000 đồng thôi ha. Nên bạn nào mà đang có ý định sẽ mua dòng Vario 160 thì hãy nhanh tay ở thời điểm hiện tại ha. Còn bản ABS thì hiện tại giá dao động tầm khoảng 63.500.000 đồng thôi là chúng ta có thể sở hữu em nó rồi. Đối với lại dòng Vario 160 này á, mà các bạn muốn mua trả góp á, thì chỉ cần trả trước cho bên Trúc Liễu tầm khoảng là 12-15 triệu giá trở lên là được rồi ha. Hoặc là các bạn muốn lấy cả về gốc thì đưa trước cho bên Trúc Liễu tầm khoảng 40% giá trị xe là chúng ta có thể lấy được cả về gốc và được hưởng gói lãi suất ưu đãi thấp nhất ha. Và hồ sơ trả góp của em nói thì chỉ cần chứng minh nhân dân gốc hoặc là căn cước công dân gắn chip là được ha. Ví dụ như các bạn có thêm hộ khẩu hoặc bằng lái thì mang theo Trúc Liễu thì chúng ta sẽ được hưởng gói lãi suất thấp hơn một chút xíu ha. Ok, bây giờ Liễu sẽ đi giới thiệu màu. Đầu tiên là em màu đen nhám. Phiên bản của CBS sẽ có 3 phiên bản màu ha. Hiện tại mới về thì nó chỉ có 3 phiên bản màu thôi. Ở thời điểm hiện tại là có màu đen nhám, đen bóng và màu đỏ nhám nha các bạn. Màu đen nhám này thì được Trúc Liễu cũng đã làm một clip để review về em này. Và review về tư thế ngồi hay là tiếng máy đi. Tức là Liễu làm một clip review em này trên đường phố luôn á các bạn. Thì các bạn, những bạn nào mà muốn coi lại clip đó thì hãy nhắn tin qua Zalo, Liễu sẽ gửi cái link của clip đó cho các bạn. Để các bạn quan sát được cái tư thế ngồi nè, cách sử dụng em nó, nghe tiếng máy, tiếng vô em nói như thế nào ha. Đó là màu đen nhám này của bản CVS ha. Đây là em xe đầu tiên có mặt tại cửa hàng của Trúc Liễu. Thì tức là khi mà vào dòng Vario 160 về á, thì em này là màu đầu tiên về trước ha. Tiếp theo qua một em màu đen bóng. Thì những bạn nào mà không thích màu nhám, muốn sở hữu một màu bóng cho nó lạ hơn một chút, hoặc là nhìn nó kiểu trẻ trung hơn một chút á, thì đây, thường thì màu bóng nó sẽ trẻ trung hơn màu nhám một chút xí ha. Thường thường nó sẽ là như vậy. Thì màu đen bóng này thì nó sẽ có thiết kế lạ hơn một chút nữa. Thì nó sẽ có một cái viền màu đỏ này các bạn. Về phần tem của em nó sẽ có lại thiết kế lại một chút. Nó sẽ có chữ Vario 160 và có một số thiết kế màu đỏ đỏ lạ mắt phía bên hông này thôi ha. Nói chung là nó cũng không có gì khác biệt so với lại màu đen nhám. Nó chỉ có khác mỗi là bóng và nhám và có một số chi tiết nhỏ nhỏ bên cạnh này thôi, cho em nó lạ mắt một chút xíu thôi ha. Ok, và độ tuổi chúng ta mua trả góp thì cần phải 18 tuổi trở lên đủ tháng đủ ngày. Còn dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể mua tiền mặt được thôi. Và bên Liễu sẽ không có bao nợ xấu ha. Tức là không bao nợ xấu nặng, tùy vào tình trạng nợ xấu của các bạn luôn. Và những bạn nào mà ở xa thì cứ liên hệ với anh qua Zalo, Trúc Liễu sẽ được hỗ trợ cho các bạn là 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Tới cửa hàng mua xe ha. Cửa hàng của Trúc Liễu nằm trên đường quốc lộ 14, thuộc là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Với những bạn nào mà không biết địa chỉ ở đâu, chúng ta có thể tới ngã tư Sở Sao, hoặc tới Đại Nam, hoặc là tới cổng của khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Tới đó rồi gọi ngay cho Trúc Liễu với số điện thoại kèm với Zalo chính chủ ha, là 0383 835 066. Liễu sẽ lại rước các bạn về cửa hàng mua xe ha. Và đây là dòng Vario 160. Song song với em nó vẫn còn sản xuất Vario 125. Còn Vario 150 với cửa hàng Liễu vẫn còn hàng tồn ha. Tức là hiện tại giờ vẫn còn hàng tồn với một số mẫu, một số màu thôi. Chúng ta cũng không còn đầy đủ tất cả các phiên bản màu nữa. Thì như cũng đã biết là dòng Vario 150 là đã bị khai tử rồi á. Nên là những bạn nào mà muốn sở hữu dòng Vario 150 ở thời điểm hiện tại thì bên cửa hàng Trúc Liễu vẫn còn. Nên là bạn hãy nhanh tay liên hệ, Trúc Liễu sẽ tư vấn kỹ hơn ha. Cảm ơn các bạn.